Hello các anh em, đã hơn 2 tháng rồi và bây giờ chúng ta mới lại được gặp nhau trong một cái video đầu tiên trong năm 2024 này. Thời gian vừa rồi thì mình khá là bận cho nên là cũng đành phải tạm gác lại YouTube Đức Hoa này. Nhưng mà bây giờ thì mình đã quay trở lại và mình hy vọng rằng là các anh em đừng vội bỏ rơi tôi. Bởi vì là anh em mình vẫn còn phải bước tiếp trên cái con đường Đức Hoa này, ok. Và trong cái chủ đề của video ngày đầu tiên, video đầu tiên của năm 2024 này thì tôi muốn chúng ta hãy cùng nhìn lại những cái gì mình đánh giá về chung của Đức Hoa năm 2023 vừa rồi là có những cái gì nổi bật. Đây là đánh giá quan điểm của mình thôi, chứ nó không phải là một cái gì đấy nó to tát hoặc là một cái bản báo cáo gì đấy, không phải. Mà chỉ là đánh giá của mình về cái tình trạng chung của Đức Hoa năm 2023. Thì đấy là cái chủ đề trong cái video ngày hôm nay của mình, anh em mình. Let's go! Ok anh em, điều đầu tiên để nhìn lại cái Đức Hoa năm 2023 này, mình cho rằng đó là sự trỗi dậy của dòng Đức Hoa clone. Thật ra vào cái thời điểm khoảng 7-8 năm trước đi, đó, cái thời điểm đấy thì mình Đức Hoa clone ấy, nó có rồi. Nhưng mà mình thấy rằng đa phần mọi người đều đánh giá nó giống như kiểu là mình ở đây và cái Đức Hoa clone ở đây này, kiểu như thế. Có nghĩa là nó không có một cái tên tuổi gì và nó đúng như là kiểu lại như kiểu hơi coi thường. Thế nhưng mà đến bây giờ thực sự mà nói thì chúng ta phải thừa nhận rằng cái sự trỗi dậy của Đức Hoa clone nó quá là khủng khiếp. Khác với những cái kiểu như bao bì chai lọ rất là nhìn rẻ tiền đó, nhìn theo cái kiểu dạng kiểu nhà nghèo, nhưng mà bây giờ thì rất là khác. Họ cũng rất là đầu tư về chai lọ, về đóng gói, về bla bla bla, cũng có thể gọi là cả về mùi hương nữa. Về mùi hương nữa, họ đầu tư rất là nhiều. Ví dụ như là chúng ta có thể thấy như là Club de Nuit Limited chẳng hạn, hoặc là Afnan chẳng hạn, hoặc là dòng Alexandria. Họ đầu tư rất là nhiều về chai lọ, không khác gì những sản phẩm luxury niche nổi tiếng. Và thực sự là đến cả bản thân mình cũng bất ngờ về cái sự đầu tư của họ. Thì mình cho rằng trong cái năm 2023 và tới đây nữa thì mình chắc chắn rằng cái sự trỗi dậy của Đức Hoa clone là rất khủng khiếp. Sẽ rất là khủng khiếp, bởi vì họ phải bán được hàng, họ phải có những cái lợi nhuận thì họ mới dám đầu tư mạnh tay như thế về chai lọ, về đóng gói, về hộp. Như là một chai Đức Hoa niche xa xỉ thì mình chắc chắn rằng là họ phải có một cái sự lợi nhuận rất là lớn. Đó thì mình cho rằng là sự trỗi dậy khủng khiếp của Đức Hoa clone. Tất nhiên thì đối với mình thì mình vẫn giữ nguyên một quan điểm là mình sẽ không bao giờ nói về Đức Hoa clone. Còn đấy là quan điểm của mình, nói rất là nhiều lần rồi và đến bây giờ mình vẫn giữ nguyên quan điểm. Mặc dù mình biết thừa làm Đức Hoa clone thì view sẽ cao, dễ được mọi người thích, nhưng mà đấy thì tùy các anh em. Bởi vì bây giờ thật ra có rất là nhiều kênh Việt Nam cũng đang làm rất là nhiều về chai Đức Hoa clone, và còn đối với mình thì mình không bao giờ. Tuy nhiên thì mình vẫn là anh em, ví dụ như kiểu là sinh viên hoặc là kinh tế không quá dư giả, hoặc là chỉ chơi dạng kiểu lướt sóng, chơi vui thôi, thì nên ưu tiên Đức Hoa clone. Đó thì nó là một cái lựa chọn rất là tốt cho các anh em. Thì đấy là cái đầu tiên trong những cái sự kiện, những cái nhìn lại Đức Hoa năm 2023, ok. Điều thứ hai để nhìn lại Đức Hoa năm 2023 đó là mình cảm giác rằng các nhà Đức Hoa đang bị thoái trào về chất lượng. Cùng nhìn lại cái thời điểm 2015 hoặc là trước về đó chẳng hạn, chúng ta có thể list ra rất nhiều những chai Đức Hoa có thể gọi rằng là hot. Ví dụ như là Chanel Album Sport này, George Cabana The One này, Dior Sauvage này, Spice Bomb này, rất nhiều. Mỗi nhà đều có một cái chai gọi là dạng kiểu flagship, mùi hương thơm ngon. Và tất nhiên là tùy theo đánh giá của mỗi người, nhưng thời điểm đó mình cảm thấy là rất là thú vị. Nhưng mà cho đến bây giờ, chúng ta chưa nói đến những nhà Đức Hoa niche, mà những cái nhà Đức Hoa sản xuất theo số lượng hàng loạt. Thì đến năm vừa rồi thực sự là họ vẫn ra những sản phẩm, nhưng về mặt chất lượng nó đã không thể giống như kiểu là tạo nên một những cái điểm nhấn nữa, mà nó gọi là đều đều. Ngay cả bản thân chai Đức Hoa Jean Paul Gaultier Elixir mình đánh giá không quá cao. Nó có thể vừa được bình chọn trong Fragrantica, nhưng cái giải thưởng đấy là của người dùng bình chọn thôi, chứ nó không phải là một cái gì đấy nó quá là to tát. Còn ở đây chúng ta
cùng nhìn lại những cái sản phẩm mũi gương của họ thì thực sự nó vẫn là như thế, nó không có một cái gì đặc biệt, vẫn là cái kiểu tông ngọt, những kiểu tông sexy, nó khác với ngày xưa rất rất là nhiều. Thực sự mà nói thì mình không đánh giá quá cao cái chai nước hoa đó. Thì chúng ta có thể nhìn lại rằng mình nghĩ rằng đến năm 2024 này cũng sẽ là như thế, bởi vì với cái xu hướng hiện nay các nhà nước hoa đều đã bị thâu tóm bởi các cái tập đoàn lớn, ví dụ như Estée Lauder hoặc là Louis Vuitton, thì họ sẽ ưu tiên về những cái mà về doanh thu, về số lượng hơn. Tất nhiên họ sẽ không làm những cái mùi quá tệ, nhưng sẽ ở mức độ nào đó thôi, với những cái tiêu chí cao hơn, đó là về doanh thu, về số lượng đó. Còn chất lượng thì họ sẽ chỉ ở mức độ vừa đủ, mình nghĩ là như thế. Thì đấy sẽ là một cái hơi đáng tiếc. Còn nhà nước hoa niche, những cái dòng nước hoa niche hiện nay thì đến bây giờ mà những ông nào vẫn còn đang đam mê đắm đuối những cái định nghĩa cũ, kiểu như là họ làm về nghệ thuật, họ làm về không nặng về số lượng, thì thực sự là những ông đấy bây giờ giống như kiểu đang ở thế kỷ 19 rồi, bởi vì cái xu hướng bây giờ nó đang bị kinh khủng khiếp, đang ngày càng gần nhau, và thậm chí niche họ còn đang gọi là ưu tiên về mặt doanh số, còn mình nghe thấy rằng còn kinh khủng hơn, ví dụ như Amort bây giờ đã bị mất chất thì rất là nhiều đó, họ không còn như ngày xưa nữa, những cái mùi hương họ thực sự mà nói thì nó bị phổ thông quá nhiều. Thì nhưng mà nói chung lại thì mình cho rằng là năm 2024 này thì cũng mình cũng rất là mong, nhưng mà mình nghĩ rằng sẽ rất là khó có những cái cú hit, nhưng mà hy vọng là mình sẽ nhận định sai đó. Thì đấy là cái nhìn lại điểm thứ hai của nước hoa năm 2023. Và điểm cuối cùng mà mình nhìn nhận lại trong cái nước hoa năm 2023 này, thì mình cho rằng các anh em nào đang ưa thích những cái mùi hương, những cái sản phẩm các anh em có trong tay, thì anh nên cố gắng backup mua thêm một chai dự phòng. Bởi vì mình cho rằng ngày càng cái tốc độ, cái vòng chu kỳ reform mùi, mình cảm giác rằng càng ngày càng ngắn lại. Thực ra là có rất là nhiều nguyên nhân. Điều đầu tiên đó là như mình đã nói, các nhà nước hoa hiện nay đang bị thâu tóm bởi các tập đoàn mỹ phẩm, thì họ sẽ ưu tiên phải lấy lại vốn về và sinh lời phát triển. Cái thứ hai thì chúng ta hiện nay đều đã biết là đang suy thoái. Thì khi mà đã suy thoái thì điều chắc chắn là cái một trong những cái bước đó là giảm cái sản xuất, giá trị về sản xuất, mình nghĩ là như thế. Thì mình cho rằng là có rất là nhiều những yếu tố tác động, và cái vòng chu kỳ reform sẽ ngày càng ngắn lại. Mình đoán vậy thôi, chứ cũng chả phải là mình kết luận, mình nghĩ như thế. Và điều đó đồng nghĩa rằng những chai nước hoa các anh em ưa thích nó sẽ chỉ trong khoảng một thời gian rất là ngắn thôi, nó sẽ bị reform mùi đó. Thì nếu mà các ông nào đang chơi sâu rồi và các ông đang có những cái chai nước hoa thích, thì hãy nhanh gọn lẹ backup thêm, để mà làm sao đừng có tiếc. Rất là nhiều ông nhắn tin với tôi kiểu như là ôi em tiếc quá, em ấy thế này, em ấy thế kia. Thì lúc trong cái mình còn đang có thể thì hãy nên backup. Tất nhiên thì bây giờ đang khó, vì thực sự làm này kinh tế quá là khó khăn. Thì đấy là ba cái mình nhìn nhận lại nước hoa trong năm 2023, sự trỗi dậy của nước hoa clone. Các nhà nước hoa hiện nay vòng chu kỳ reform mùi sẽ rất là nhanh, và mình không hy vọng rằng năm tới này sẽ có những cú hit. Thì mình hy vọng là mình sẽ sai, vì thực tế là có nhiều mùi hương ngon thì các anh em chúng ta càng thú vị. Ok, video của mình đến đây là hết, và anh em mình chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Ok, bây giờ bye bye và hẹn gặp lại mọi người.